cả tới ngày hôm nay 2 năm. Chú lên đây, chú thương nước Việt, thương người mình, thương dân tộc, lãnh nhiệm vụ của bề trên, lãnh nhiệm vụ của sư phụ, tức là đức thầy của mình lại phải không? Đại ca Diếp nè, ông Trạng Trình nè, Lưu Bá Ôn nè, Khổng Minh nè, sư Giải Bán Khoai nè, Phật Trùm nè, đức Bổn Sư nè, đức Ngọc Thầy Trang nè, cuối cùng mới là đức Huỳnh Bú Sổ. Nghĩa là cùng một người lãnh nhiệm vụ sư phụ lên đây để mà làm cho mọi người có sự bình an trong những lúc mà sàng lọc, để hiểu là cái sàng lọc nó như vậy. Còn thay vì chú không lên đây á, chú nói á, người ta sẽ hoang mang, vừa Covid vừa chiến tranh, rồi á, nghe kinh sấm với nghe mấy cái đài tào lao á, nói trái đất nổ rồi bom nguyên tử gì đó, nghe khủng khiếp quá, ai cũng sợ hết. Nói mà bệnh chưa tới, giặc chưa tới, đạn chưa bắn nữa là mình đã bị ẹt hết rồi, bị đứt mạch máu, khủng hoảng chết rồi. Thì nhờ chú nói vậy mà mấy năm nay á, thì mọi chuyện nó trúng. Chú nói là trúng 80-90%. Nước mình sẽ có chết, nhưng mà ăn thua người nào không biết niệm Phật mới chết. Còn cái người nào mà hiện bây giờ nè nghe, mà còn chửi chú, mà còn đem mấy con chó đi thui và làm giả cày đó, thì cái chuyện đó chú không có bảo đảm nghe. Ở gần đây có một số mấy chị nhắn tin là nói chồng của tôi chửi anh kia quá, mỗi lần tôi nghe clip của anh thì chồng tôi chửi, không biết có cách nào để độ ảnh. Thường thường á, mấy đàn ông á, bề ngoài á, thì cứng, bên trong thì mềm. Cái đó không phải là lỗi Kiệt mà lỗi của chị á, nghe chị. Chị gì quên này, nãy đọc cái email mà quên tên. Làm sao? Là tối ngày cứ nghe clip của Kiệt mà không có lo nấu cơm cho chồng, không có lo đấm bóp cho chồng, không có lo rót nước chai cho chồng uống, không có lo đi mua bia cho chồng nhậu. Thì ông chửi là đúng, mà ông chửi lây qua mình. Cho nên lỗi không phải Kiệt mà lỗi của chị. Chứ là trong lòng ổng biết là Kiệt là đúng. Kiệt không đúng á, thì ổng đã nói ra cái của Kiệt không đúng rồi. Ổng chỉ thường thường ổng nói bà xàm á, bà đừng nghe Kiệt nha. Thì cái đó là ổng lẫy chị đó. Cho nên mình phải hiểu, muốn độ chồng mình để cho chồng mình á, quay về với cha với mẹ với Phật, thì mình phải làm những cái đó. Mỗi ngày ổng vô, ổng đi làm về hỏi anh bữa nay có mệt không, đi làm có gì vui không, kể em nghe. Nói một câu thôi là ổng mát ruột rồi. Lúc đó chị muốn nghe bao nhiêu clip thì chị nghe, ai đâu ấy, cứ chơi chơi nghe hoài thì bị chửi là đúng rồi. Tôi như ổng cũng chửi như đó. Cho nên mấy anh bớt cái ngã đi nha mấy anh. Tại vì cái ngã mấy anh còn cao, hồi xưa tôi cái ngã tôi cũng cao lắm, nhưng mà sau này cái đầu gối tôi quỳ lại mấy thầy nhiều quá, với lại Phật tử nhiều quá, với nhiều người nói tôi điên, tôi xàm, tôi khùng quá, với cái mặt tôi dày luôn á, tôi có cái tên là câm điếc đuôi, cho nên tôi không biết giận là gì. Hoài em phạm nói ngài Ngô Tất Nghiệp có phải là Phật Di Lặc không anh? Cái đó là phạm tượng. Phật Di Lặc là Phật Di Lặc, Kiệt là Kiệt. Ở trong kinh sám Đức Thầy có nói á, Kiệt là trong sám cơ có nói đó, có câu gì ta, minh vương mắc gì gì đó, thì cứ chị cứu lại mấy chấm cơ của sư phụ đi, còn Phật Di Lặc là một người khác. Minh Vương xuất thế trần, xuất thế là ngày đó. Chỉ có gì cầu gì chớ nóng nảy sân si hư việt. Bây giờ nhiều người nóng nảy lắm, quá trời nóng. Mình nói sao thiên cơ, mình nói từng với nói tới tháng, cứ ngày nào nó anh nói mấy ngày sao tôi không thấy Trung Cộng nó đánh,
mình vừa mới nói từng rồi cái là bắt đầu lên comment hỏi bộ vừa nói cái 2-3 ngày nó đánh hả, nó còn phải chờ nó lên đạn, nó còn chờ phải đổ xăng cho máy bay của nó rồi nữa. Mấy đại ca vừa mới nói từng rồi cái anh cứ nói xàm không à, mấy ngày tôi đâu thấy nó đánh gì đâu. Thì bữa nay ông Dương Nghị ông lên ông tuyên bố đó thì cũng coi như là chuyện nói trúng đúng không, chứ nóng nảy sân si hư việc phải để chờ thằng Kiệt nó hồi quy. Hay. Cho nên cái anh Nguyễn Nhân Khánh gì đó anh nói thằng Kiệt quá là anh nói có ý tốt quá chứ không phải là ý xấu đâu. Còn nói kia là mất công quá, mấy thằng tình báo anh Nam với mấy đại ca mình nó gửi người lên núi Thiên Long Sơn thì mình làm sao? Quấn Nguyễn anh rất thông minh hả? Hay lúc trước mà cũng chửi tao nhiều lắm mà. Hiền nói Đức Thầy Hiền hôm nay hả chú? Tại vì mấy đại ca tin phần nào có lợi cho mấy đại ca thì mấy đại ca tin, còn phần nào không có lợi cho mấy đại ca thì mấy đại ca không tin. Kéo tài với ông trời, tôi sẽ thắng, tôi sẽ thắng, thằng Kiệt là xàm. Ai cho nên làm hoài á mà cơ vận cứ bị trễ hoài là do mấy đại ca, cho nên Đức Thầy chưa xuất hiện là vậy á. Thì hỏi mấy đại ca chừng nào cho sư phụ xuất hiện thì hỏi mấy ổng. Lúc này bản phong thần hai đang đang sắp sửa có tên. Những đại ca nào có tên trong bảng phong thần nó sẽ có tên ai ta, bác này bác kia. Còn cái bảng phong thần đen á, mà bị trị tội đó nghĩ chắc nó nhiều hơn, không có chỗ để viết chữ. Còn bảng phong thần mà thiệt á thì nó đang trống trơn à. Thế Trần nói giờ mua đất trên núi Cấm có tốt không anh? 2 tuần nay mình nói là lo gạo, lo dự trữ lương thực, lo chiến tranh, không lo lo mua đất, lo có tiền cho bà con á, mượn để mà nạn tay. Chú ơi, Đức Phạm công tác là chân linh gì nào? Thôi, mấy cái chuyện đó đụng chạm lắm, không có nói. Thiên Tuyết Mai nói, chú giữ sức khỏe, Việt Nam cần chú, chúng con cần chú. Hay là Phật. Chúng con gắng học tiếng Mỹ cho giỏi đi, khi mà cái nốt nhạc đờn á nó đổi tông cái á thì những đứa mà có cái tài á, gọi là tài trí, biết tiếng Mỹ, có học vấn và phải có cái lòng ngay thẳng nữa kìa nghe, thì là những đứa con của Phật đó sẽ xuất hiện rất là nhiều ở nước Việt, thì sẽ lập lại cái đời nhà Trần này nè, là những đứa trẻ đó. Loan có sao không chú? Đài Loan có, nãy nói rồi có chặn mà cứ hỏi hoài vậy. Loan á, nó là cái đảo, còn Ukraine nó là đất liền. Thì mình cứ giả sử Satan của Trung Cộng nó cũng rảnh lắm, nó đâu có chạy nổi qua tới bên Đài Loan, nó chỉ là nhảy dù xuống hay là nó đổ.